giờ là 10:20. In 200 meters, turn right onto Schmann Parkway. Vừa mới ghé cái mấy cái chỗ ký túc xá của sinh viên trường Brock. Giao mấy cái bánh turn pizza. Turn right onto Schmann Parkway. Cho sinh viên. In 300 meters, turn right onto Sir Isaac Brockway. Đi giao một cái đoạn đường là 9 cây số. Mà cái phí giao hàng có 4 đô 25. Tiền tip thì không có. Một lần mà đi giao về cái dưới mấy cái chỗ của sinh viên này là quải dữ lắm. Nó không biết tip. Đường thì xa tại vì nó ở cách cái trung tâm. Turn right onto Sir Isaac Brockway, Regional Road 71. Một lần mà được bố trí mà giao hàng cho sinh viên này là quái. Continue on Regional Road 71 for 1 kilometer. Nhỏ, mấy cái nghề như là phục vụ, như là giao hàng. Mức lương là mức lương tối thiểu, cho nên người ta nhờ là nhờ cái tiền tip. Để mà ai mà không tip, khách hàng không tip thì coi như là đuối. Như lương rất là thấp. Đi giao hàng mà 8-9 cái số chạy xe hơi mà 4 đồng 25 thì vừa đủ tiền xăng. Use the right lane to take the Ontario 406 north ramp. Ở Canada với Mỹ mà nếu đi ăn trong mấy nhà hàng á, thường là phải tip. Cái mức tip của nó là cái mức mà cho thêm á, phục vụ này nọ là mức trung bình là 15%. Use the right lane to take the Ontario 406 north ramp. Continue on Ontario 406 north for 1.5 kilometers. Nhưng mà không tiếp là rất là kỳ. Thì giống cái đó nó trở thành cái văn hóa của cái xứ này rồi. Nhưng mà có nhiều cái người dân của các cái nước khác, nhất là bên bên Ấn Độ, bên Trung Đông, nó không tiếp, tại vì tiếp là giống như là hối lộ cho cái người làm việc lấy cái cớ đó. Cơ đó để ông tip, nhưng mà vô lý, nó không có hợp lý. Mình đang ở nước của ta, đang tới một cái xứ mà ai cũng gần như ai cũng phải học cách để mà tip ở những cái trường hợp như đi ăn nhà hàng, như là đi người ta giao hàng ở cho mình. Lấy cái cớ là mình tip là mình coi thường người ta, cái đó cái lý do rất là cực kỳ. Nên là đi tới đâu cũng phải lo mà học cách của cái văn hóa của cái nước đó, chứ còn không người ta coi người ta kỳ thị mình cũng phải. Turn left onto Burley Hill Drive, Regional Road 56. Chừng mà dân Tây Trắng gốc thì đa số là ta biết cái văn hóa thiết. Ví dụ đi giao cái hàng, cái đơn hàng đó chẳng hạn đi, cái hóa đơn của người ta là 50 đô, thì trung bình nó thấy người ta tip cũng phải 5 đô tới 7 đô. Cộng thêm cái phí giao hàng khoảng cỡ 4 tới 5 đồng nữa là tức cũng mười mấy đồng rồi. Chứ còn mà tính cái phí giao hàng không mà đi gần chục cái số chạy cũng mất hơn 10 phút. Mà không tip thì còn lại có 4 5 đồng thời gian của người ta một kỳ mình. Quả nhất là đi giao cho sinh viên nó ở tận cái building đó, mà cái lỗi từ dưới này đi lên rồi gõ cửa phòng ra mà ra nó không tiếp, kỳ, rất là kỳ. Tại để cho biết được cái chuyện là đi làm nó cũng cực khổ, nó cũng có nhiều cái chuyện rất là buồn cười. Đó là cái sinh viên mới ra trường thì cũng vậy thôi.
đi nước khác mà. Bây giờ là âm 2 độ đó. Tối hôm nay không có tuyết ấy, nhưng còn có tuyết nữa chạy cũng phê lắm. In 400 meters, turn left. Trên phòng mà tự người ta bưng lên cho tới ăn, người ta giao hàng thì dĩ nhiên mình cũng phải trân trọng người ta. Giờ chuẩn bị ghé vô đây đi lấy cái pizza đó nè. Cái này thì có tip mấy đồng nè. Giao cái pizza nè. Turn left, then your destination will be on the right. Nói chung là cũng công việc thôi chứ không có gì đi làm vậy để giá trị của đồng tiền. Không đi làm là không biết gì luôn. Cái đường này nó đang làm lại hôm giờ chưa xong. Canada thì mấy cái tiệm pizza là thông thường là nó thức khuya nhất. Your destination is on the right. Khuya nhất tới 1-2 giờ sáng là bình thường. Cuối tuần nó có thể mở tới 2:30 sáng, 3 giờ sáng. Đây là một cái tiệm pizza. Để coi. Rồi. Cái này nó lấy cái tên gọi là Super 2 for 1. Đa số các cái tiệm pizza này là người Ấn người ta làm. Rồi vô lấy hàng cái đã ra đi tiếp.